tiếp tục lên phép cho anh em 4 bộ số custom 50, 4 số nha. Hàng xin đã xe con Honda ra băng nội địa Nhật về nha anh em. Đó, tình trạng là số đẹp, ken xe ben, đi trang là line new hết nha anh em. Một bộ đó bao gồm full bộ số và bộ cốt đạp cốt cần số luôn. Đó, số vip điện cực đẹp. Số này anh em về vô 67 cúp CD CL làm máy zin mấy độ rồi chạy rất là ok, rất là đã luôn nha anh em. Đó, mình có 4 bộ vip tiễn đẹp. Đó, anh em nào chơi alo mình nha. 0933996332 nha. Nói chung là những cái số này là giống như trang là line new nha anh em. À, anh em kiểm tra những cái đầu mà cốt không tải là nó như mới. Như mới nha, không có dấu hiệu mòn hay là lỗi làm gì hết. Số mình bán bao luôn anh em là đúng số zin tháo xe của custom 50, 4 số anh. Đó, số tất cả là số 3, số 4 anh em thấy nó còn lông mèo luôn. Số nào cũng vậy nha anh em. Mình bán một bộ thì là 1,1 triệu một bộ nha anh em. Full luôn nha. Này bán rất là nhanh, anh em là cũng hay kiếm xài nhiều lắm nên mình bán mấy bộ số này cũng rất là nhanh. Anh em nào thật sự cần thì cứ bốc máy lên alo mình liền, nhanh gọn lẹ. Chứ mà để inbox in biết rồi này kia thì có khi là không có mua kịp, rồi phải chờ đợi ngày kia các kiểu nha anh em. 1,1 triệu một bộ nha anh em. Anh em cần alo em, chỉ có 4 bộ thôi.